chào mừng mọi người đến với kênh YouTube Hà Trung Anh với chủ đề chăm sóc và bảo vệ sức khỏe chủ động. Có người vẫn có thể giảm cân được cho dù ăn cả thế giới nhưng mà không béo được. Nếu mà mình bị đau mạn sườn bên phải này, chức năng gan kém quá, gan nhiễm mỡ thì thường xuyên vặn mình sang trái sang bên phải. Thứ hai, ngồi việc làm máy tính nhiều, nhìn điện thoại nhiều thường xuyên bị mỏi mắt. Nhớ thường xuyên nhắm mắt nghỉ ngơi ít phút. Ví dụ mình làm việc khoảng 30 đến 1 tiếng thì đương nhiên phải nhắm mắt nghỉ ngơi một vài phút để mắt mình được thư giãn. Thường xuyên đau mỏi thắt lưng, mệt mỏi không rõ nguyên nhân, hay bị đi tiểu đêm, tiểu dắt, tiểu buốt, người rất mệt mỏi, thoái hóa lưng đúng không ạ? Hay lấy một cái khăn thật là mềm và mình đặt ra này, mình cứ kéo cho cái phần lưng mình ấm nóng lên thì sẽ giúp cho máu huyết lưu thông, giảm đau rất ok. Nếu như chị em phụ nữ mình muốn tìm một giải pháp cho mình vừa an toàn mà có thể làm đẹp từ trong ra bên ngoài, từ xương khớp đến nội tiết đến da rẻ thì video này dành riêng cho chị em phụ nữ. Những cái gì mình nhìn thấy bên ngoài đó là sạm, nám, tàn nhang. Mình muốn làm đẹp da, mình muốn kéo dài tuổi thanh xuân, mình muốn chống lão hóa, chống mãn kinh sớm. Mình muốn ngăn ngừa chảy xệ, muốn săn chắc các cơ, giúp hủy mỡ, giữ cơ, không bị tích mỡ bụng trên, không bị tích mỡ bụng dưới. Muốn mùa hè nhưng không bị lạnh tay, không bị lạnh chân. Muốn xử lý khô hạn, viêm nhiễm, những cái vấn đề, những cái nỗi đau thầm kín của chị em phụ nữ. Vậy thì mình cần phải khôi phục từ bên trong. Khôi phục từ bên trong, khôi phục lại tử cung, buồng trứng, bổ sung nội tiết tố nội sinh. Nội tiết tố là cái quyết định đến sức khỏe, sắc đẹp, tâm lý, sinh lý của chị em phụ nữ. Và thứ hai đó chính là canxi, đầy đủ canxi cho xương khớp thì sức khỏe ok number one. Vậy thì kết hợp cả viên dưỡng nhàn bát thảo và 8 giờ tối và canxi hữu cơ sinh vật, mỗi ngày chỉ cần một muỗng thôi, là mình sẽ giúp mình khỏe đẹp từ trong ra bên ngoài. Cái quan trọng đó chính là mình cần phải bảo dưỡng sắc đẹp. Phòng 7 phần và chữa là 3 phần thôi anh chị em nhé. Để có sức khỏe tốt rất là đơn giản thôi, 7 phần là dưỡng và 3 phần là chữa. 7 dưỡng 3 chữa. Thay đổi thói quen ăn uống ngủ nghỉ giải quyết được 70-80% vấn đề sức khỏe. Bữa sáng ăn đầy đủ, đủ chất. Bữa tối ăn ít, ăn nhẹ nhàng, ăn nhiều rau, uống đủ nước. Mình chỉ cần lấy trọng lượng cơ thể mình nhân với 0.04, anh chị em chia đều uống một ngày. Mình chỉ cần tập thể dục thường xuyên thôi, khoảng 30 phút một ngày thôi là đã giúp cho cơ thể mình lấy lại và nạp lại năng lượng. Và đương nhiên, giờ kinh tim mở là 11 giờ trưa cho đến 1 giờ chiều. Anh chị em trong khoảng này mình có thể ngủ, ngủ trưa được khoảng từ 15 đến 20 phút thì sẽ ok number one, để nạp lại năng lượng, nạp lại cái cục pin sạc dự phòng ở trong cơ thể, năng lượng trong cơ thể mình anh chị em nhé. Một cách cực kỳ đơn giản để giúp chị em phụ nữ cải thiện được tình trạng béo bụng dưới to mặc dù người mình không gầy, đây chính là hiện tượng khí ẩm tích tụ ở trong người, nó không thể đào thải được ra bên ngoài, khiến cho chị em phụ nữ bị hàn ẩn, tức là tử cung buồng trứng bị hàn lạnh. Nên chị em phụ nữ mình muốn lấy lại eo thon, vòng eo con kiến thì hãy áp dụng cái công thức này vô cùng hiệu quả. Mình lấy 2 cây cần tây cắt khúc, một nhánh lá dứa, một quả dừa non gọt vỏ và cắt mắt, cắt nhỏ ra, sau đó cho vào một cái nồi, thêm khoảng 1 lít nước, đun sôi khoảng 15-20 phút và chia đều uống. Kết hợp chia đều uống thì sẽ lấy lại vòng eo thon gọn, hỗ trợ được chị em tình trạng về tử cung buồng trứng hàn lạnh chị em nhé. Một mẹo rất là hay mà em cho anh biết sẽ chia sẻ cho chị em phụ nữ, sẽ giúp da của mình, da mà không đều màu này, da đen này, da ngăm này, sẽ giúp nó trắng da ok number one. Mà cách này làm tại nhà cực kỳ đơn giản, hiệu quả mà ít tốn chi phí. Chị em mình hãy chuẩn bị một vài lá nha đam rửa thật sạch, sau đó cắt hết vỏ ra, thái lát thành từng miếng nhỏ, sau đó cho vào một cái hũ hoặc là một cái bình thủy tinh ấy, cho đến 2 đến 3 quả chanh vào, sau đó mình cho rượu vào ngâm khoảng 10 đến 15 20 ngày và sau đó lấy ra thoa lên da mặt khoảng 10 15 phút, sau đó rửa thật sạch và liên tục kiên trì từ 10 đến 15 ngày thì cái da này sẽ lướt trắng sáng. Chị em hãy áp dụng nếu mình có điều kiện nhé. Nếu mà ngủ dậy anh chị em làm ngay việc này sẽ bất ngờ, lòng bàn tay của mình có rất nhiều nơ ăn thần kinh đại diện cho cả tim, gan, tỳ, phế, thận. Nên ngay sau khi ngủ dậy anh chị em hãy xoa nóng hai lòng bàn tay, sẽ giúp đánh thức các huyệt đạo, lưu thông khí huyết. Dùng 10 đầu ngón tay, dùng phần thịt này chải tóc sẽ giúp cho máu huyết tuần hoàn lên não được tốt hơn. Với anh chị em nào mình hay bị hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, máu lưu thông lên não kém
thì ngủ dậy và trước khi đi ngủ hãy nhớ xoa đầu, chải tóc bằng 10 đầu ngón tay. Ngay sau khi ngủ dậy, dùng hai ngón tay vuốt dọc hai sống mũi giúp hệ hô hấp được tốt hơn. Và đặc biệt xoa nóng hai vành tai, kéo hai cái dái tai này giúp cho thận khỏe, giúp gan thận đào thải độc tố vào buổi sáng anh chị em nhé. Mách với chị em một bí quyết để đánh tan mỡ bụng ngay tại nhà mà cực kỳ đơn giản, đến 99% chị em mình chưa biết điều này, hoặc là mình biết nhưng mà mình chưa thực hiện. Chị em hãy lấy một củ tỏi rửa sạch đập dập, một quả chanh rửa sạch thái lát nhỏ, một thìa muối trắng và nửa lít nước sạch cho vào đun sôi khoảng 5-7 phút, chia đôi ra, buổi sáng uống một cốc, buổi trưa uống một cốc trước ăn, và uống trong khoảng từ 15 đến 20 ngày thì cái mỡ bụng này, vòng eo của mình sẽ được giảm, sẽ cân đối, sẽ con kiến lại, cực kỳ hiệu quả. Và nhớ áp dụng chị em nhé. Những anh chị em nào bị mỡ máu, mỡ gan, bụng béo, dư thừa cân, nhất định phải xem hết video này để phòng tai biến đột quỵ. Cái mỡ máu, mỡ gan nó chính là căn nguyên sinh ra huyết áp cao, sinh ra tim mạch, sinh ra tiểu đường, tai biến và đột quỵ. Mỡ gan sinh ra viêm gan, xơ gan. Vì thế anh chị em mình hãy hủy sạch toàn bộ mỡ máu, mỡ gan để em dặn phòng tai biến đột quỵ và cho sức khỏe ok là một ăn, lấy lại vòng eo, thân hình cân đối. Nguyên liệu chỉ cần một củ gừng rửa sạch đập dập, ba quả chanh rửa sạch cắt thành từng lát, dĩ nhiên để nguyên vỏ nhá, chanh là không được gọt vỏ bởi vì trong cái vỏ chanh có hoạt chất cực kỳ tốt. Ba củ tỏi rửa sạch đập dập và cho vào 2 lít nước đun sôi khoảng 15-20 phút, lấy ra để nguội cho vào tủ lạnh. Mùa hè này bảo quản trong tủ lạnh uống dần. Một ngày thì mình sẽ dùng 2 lần, một lần mình sẽ dùng khoảng 1 cốc, 1 cốc nó rơi vào khoảng 300ml một thìa đường, uống liên tục trong khoảng 7-10 ngày, nó sẽ hủy toàn bộ mỡ máu, mỡ gan, cực kỳ hiệu quả. Anh chị em nhớ cùng nhau áp dụng nhé. Trong nhà mình này thiếu gì thì thiếu, nhưng mà nhất định phải có tỏi ngâm mật ong, bởi vì nó tốt một cách khủng khiếp, hủy diệt toàn bộ độc tố ở trong người ra bên ngoài. Mà trong đông y ấy, nó được mệnh danh là thần dược để bảo vệ sức khỏe mà gia đình nào cũng cần có, nâng cao hệ miễn dịch, tăng cường chất đề kháng. Với anh chị em nào mình bị viêm xoang ấy thì cái allicin trong tỏi kết hợp với mật ong sẽ hỗ trợ cái viêm xoang này, ho, cảm cúm, dạ dày, huyết áp cao, suy giảm trí nhớ. Nó sẽ giúp chống oxy hóa tế bào. Đặc biệt tỏi ngâm mật ong sẽ giúp làm đẹp tóc ống, giảm cân, giảm mỡ bụng. À, đặc biệt các anh nam giới gặp tình trạng chưa đi đến chợ đã lo hết tiền thì cái loại này nó sẽ khôi phục lại chức năng của thận, chức năng sinh lý, lấy lại bản lĩnh của đàn ông. Rất nhiều anh chị có hỏi với em Trung Anh đó là mình ngâm tỷ lệ như thế nào, đúng không ạ? 1 phần tỏi, 3 phần mật ong, ngâm từ khoảng 10 đến 15 ngày là ok number one rồi. Mỗi ngày mình dùng một thìa, múc một thìa ra cho vào một cốc nước khoảng 200 đến 300ml nước là ok number one rồi. Uống vào buổi sáng để thải độc cực kỳ tốt anh chị em nhé.